Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 19 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 2022. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc các thầy cô giáo luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Một điểm tin cuối tuần. Thầy giáo Bùi Hữu Pha tận tâm với công tác giáo dục ở miền núi. Chương trình mỗi tuần một địa chỉ, tuần này giới thiệu hoàn cảnh khó khăn của bà Nguyễn Thị Đương ở thôn Hoài Nhân, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước và một số thông tin đáng chú ý khác. Chương trình thời sự tối nay mở đầu với phần điểm tin cuối tuần. Trong tuần, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy dự trực tiếp tại điểm cầu Trung ương. Dự trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc ban hành nghị quyết lần này được Bộ Chính trị thống nhất cần phải đổi mới mạnh hơn nữa tư duy phát triển, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Phát triển nhanh và bền vững vùng sao cho tương xứng với tiềm năng và lợi thế của vùng và từng địa phương trong vùng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các ban bộ ngành trung ương và các địa phương trong vùng cần cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của chính phủ bằng các cơ chế chính sách, kế hoạch, đề án, dự án và nguồn lực cụ thể, có tính khả thi cao để triển khai thực hiện và thường xuyên có sự kiểm tra, đôn đốc kiên quyết, không đánh trống bỏ dùi, không đầu voi đuôi chuột. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng cấp ủy chính quyền và nhân dân các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ tiếp tục phát huy truyền thống cùng với các ban bộ ngành ở trung ương và các ủy chính quyền các cấp trong cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh vừa tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, địa phương và đơn vị liên quan tập trung đầu tư, nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và thu hút nguồn nhân lực phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số, phát triển hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt trong tất cả các lĩnh vực và nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư vào công tác chuyển đổi số, nhất là trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, giáo dục, du lịch, thương mại dịch vụ, đồng thời phân công, phân nhiệm cụ thể rõ ràng để chỉ đạo điều hành công tác chuyển đổi số đạt kết quả cao nhất, quyết tâm đưa chỉ số DTI năm 2022 của tỉnh thuộc nhóm khá của cả nước. Đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã về dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân liên khu dân cư Phước Đồng 1, Phước Đồng 2, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước ghi nhận và biểu dương những kết quả mà liên khu dân cư Phước Đồng 1, Phước Đồng 2 đạt được trong thời gian qua và bày tỏ ấn tượng đối với mô hình mẫu trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở xã Phước Hậu và liên khu dân cư triển khai. Đánh giá cao những tiềm năng lợi thế của Ninh Thuận, đồng chí Hồ Đức Phước cho rằng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Ninh Thuận đặt ra từ 10 đến 11%, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về sân bay, cảng biển, đường cao tốc, các khu công nghiệp trong tương lai không xa,
Ninh Thuận sẽ vươn lên trở thành tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc ở khu vực Nam Trung Bộ. Về phía Bộ Tài chính sẽ luôn ủng hộ, tạo mọi cơ chế chính sách cũng như nguồn lực để cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển. Trong tuần, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm và tổ đại biểu số 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa khảo sát về tình hình kinh tế xã hội và việc giải quyết các vướng mắc kiến nghị của cử tri tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng rõ ranh giới giữa phát triển đô thị và phát triển nông nghiệp của phường Văn Hải. Công tác quy hoạch phải đảm bảo tính hài hòa giữa phát triển đô thị và giữ sắc thái, sức hút riêng về sản xuất nông nghiệp của địa phương. Cần định hình, phân vùng rõ các khu sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch trong tương lai. Làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy hình thành các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí đề nghị tổ đại biểu số 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khẩn trương kiến nghị các sở ngành có phương án xử lý rác thải y tế, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đối với công tác xã hội hóa quản lý các cơ sở thể dục thể thao trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm sớm rà soát, có kiến nghị với tỉnh ban hành cơ chế nhà nước đầu tư, nhân dân đấu thầu quản lý. Từ đó phát huy hiệu quả sử dụng các cơ sở thể dục thể thao, làm tốt công tác quản lý, tu bổ, khai thác các di tích lịch sử trên địa bàn gắn với phát triển du lịch. Vừa qua, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc tập thể cán bộ công chức và những người làm công tác mặt trận sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời bày tỏ mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thắt chặt và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chung tay thực hiện khát vọng đưa Ninh Thuận phát triển trong thời gian tới. Cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định, trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là trong công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, xứng đáng với niềm tin của Đảng, chính quyền và của nhân dân. Vừa qua, Trường Chính trị tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập trường 1992-2022 và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11-1982, 20 tháng 11-2022. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng, chủ động đề xuất các loại hình đào tạo bồi dưỡng gắn với các điều kiện thực tiễn, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, chủ động tư vấn cho các ủy chính quyền địa phương nhiều vấn đề phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo bồi dưỡng quản lý học viên. Đồng chí Phạm Văn Hậu cũng đề nghị Trường Chính trị tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quan tâm công tác quy hoạch, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy nhà trường, chủ động đề xuất thi tuyển một số biên chế còn thiếu, xây dựng đội ngũ viên chức Trường Chính trị đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp mẫu mực, có trình độ chuyên môn, có năng lực sư phạm, phong cách làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đến dự và chúc mừng các nhà giáo có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, hội đoàn thể các cấp còn có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên, hỗ trợ tích cực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương. Các ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, gia đình và xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để các thầy giáo, cô giáo hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình. Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ về công tác quy hoạch cán bộ,
kế hoạch đào tạo đội ngũ, nhà giáo, thực hiện kịp thời chính sách, chế độ đối với giáo viên và học sinh, sinh viên, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục để từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm chúc mừng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đến thăm chúc mừng tập thể cán bộ viên chức công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, tỉnh xác định giáo dục là ngành quan trọng. Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm của tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường lớp và bố trí đủ đội ngũ giáo viên, ngành giáo dục còn tổ chức những hội thảo chuyên đề để phát triển giáo dục và đào tạo, quyết tâm đạt các chỉ tiêu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra. Đến thăm các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn tập thể ban giám hiệu, giáo viên các nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết, nỗ lực thực hiện hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục bằng việc đổi mới, sáng tạo phương pháp giảng dạy, phù hợp với tình hình phát triển xã hội hiện nay, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, các phong trào thi đua học tập sôi nổi. Vừa qua, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đến dự có các đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các lực lượng công an, các sở ngành địa phương, đoàn thể tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống tội phạm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị lực lượng công an tỉnh tiếp tục thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo đảm trật tự kỷ cương, mang đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc và an toàn cho nhân dân. Trong tuần, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và chỉ đạo đẩy nhanh kế hoạch vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các ngành cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư tập trung cao độ, quyết tâm quyết liệt, làm ngày làm đêm, không có ngày nghỉ. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát đánh giá tỷ lệ giải ngân đến cuối năm của các chủ đầu tư. Sở Tài chính rà soát công tác thanh quyết toán các dự án. Cơ quan doanh nghiệp nào chậm trễ có báo cáo ngay cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là cơ sở để Sở Nội vụ tập hợp đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ năm 2022. Các ngành địa phương tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, kiến nghị vướng mắc trong triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và giải ngân nguồn vốn đầu tư đối với chương trình mục tiêu quốc gia một cách nhanh nhất có thể. Đối với các công trình có vướng mắc về thi công, các sở ngành chủ đầu tư kiên quyết xử lý, nhanh chóng lựa chọn, điều chuyển nhà thầu có năng lực để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Ahmed Awada, trưởng nhóm lĩnh vực phát triển bền vững của Ngân hàng Thế giới VKB, đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến tổng kết chuyến công tác hỗ trợ thực hiện lần 10 dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải. Tham dự tại các điểm cầu trực tuyến có lãnh đạo các bộ ngành liên quan, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, đại diện 4 tỉnh cam kết đẩy nhanh các thủ tục để trình gia hạn hiệp định dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới trong chuyến công tác lần 10. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận mong muốn các bộ ngành trung ương có liên quan quan tâm hỗ trợ các tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục gia hạn hiệp định. Đối với Ngân hàng Thế giới, ủng hộ và sớm chấp thuận các thủ tục gia hạn hiệp định, dự án để các tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện, đảm bảo các mục tiêu của dự án và phát huy hiệu quả đầu tư khi đưa vào sử dụng. Phát biểu tại cuộc họp, ông Ahmed Equida, trưởng nhóm lĩnh vực phát triển bền vững Ngân hàng Thế giới, cam kết sẽ tích cực hỗ trợ các tỉnh trong triển khai thực hiện dự án, đồng thời đề nghị Bộ Tài chính cần gửi thư đề nghị chính thức gia hạn hiệp định dự án cho VKB muộn nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2022. Sau khi nhận được văn bản của Bộ, VKB sẽ xem xét sớm gia hạn hiệp định dự án.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930, 18/11/2022. Đến dự có đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo mặt trận các huyện thành phố. Phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá trong khu vực và cả nước, đến năm 2030 là tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển toàn diện có thu nhập cao. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt đến các tầng lớp nhân dân quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, tự hào về truyền thống 92 năm vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tiếp tục tăng cường đoàn kết các tầng lớp nhân dân, một lòng, đồng tâm hiệp lực, cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong tuần, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 10 tháng qua và đề ra một số nhiệm vụ giải pháp thời gian còn lại của năm 2022. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phải quyết tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhằm đảm bảo các chương trình được triển khai nhanh, đúng mục tiêu, đối tượng, các nội dung, công việc triển khai phải chặt chẽ, thiết thực, thông suốt, hiệu quả, đúng theo quy định, gắn với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên. Tập trung đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án đã được các bộ ngành trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn, phấn đấu giải ngân đạt kết quả cao nhất có thể từ nay đến cuối năm 2022. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục rà soát toàn diện các nội dung công việc chưa hoàn thành hoặc còn khó khăn vướng mắc để chủ động tháo gỡ hoặc báo cáo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo hoặc báo cáo đề xuất với các bộ ngành liên quan. Các địa phương, các chủ đầu tư cần phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và phát biểu tại lễ phát động. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, các cấp ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai, cần cùng hành động nhằm xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Khuyến khích kêu gọi cộng đồng cùng lên tiếng, cùng hành động để xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, do điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nên công tác giáo dục ở miền núi cũng gặp nhiều khó khăn vất vả. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Suốt hơn 30 năm qua, thầy giáo Bùi Hữu Pha, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Bi Năng Tắc, luôn nỗ lực khắc phục khó khăn và có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực để thực hiện tốt sứ mệnh trồng người cao cả ở huyện vùng cao Bắc Ái. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, mời quý vị và các bạn gặp gỡ thầy giáo Bùi Hữu Pha qua phóng sự sau. Cách đây 5 năm, em Pi Năng Thị Ngép từng có ý định bỏ học. Cha mẹ mất sau một tai nạn, Ngép và hai em trai phải sống dựa vào bà ngoại và chị gái đã có chồng. Thương hoàn cảnh của em, thầy Bùi Hữu Pha trực tiếp đến nhà thăm hỏi, động viên em đến lớp và trực tiếp nhận đỡ đầu, hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt và thường xuyên quan tâm thăm hỏi tình hình học tập, rèn luyện của Ngép. Đến nay, em đã học lớp 10 và quyết tâm tiếp tục học để có tương lai tốt đẹp. Khi ba mẹ mất thì con lúc đó không biết làm gì, rất là suy sụp. Con cũng đã từng có ý định bỏ học vì mất chỗ dựa chính trong trụ cột trong gia đình. Thì nhờ sự giúp đỡ của thầy Pha từ kinh tế đến tinh thần của con, khích lệ con đến trường học tập để cho tương lai con tốt hơn.
Gắn bó với công tác giáo dục dân tộc suốt 31 năm qua, thầy Bùi Hữu Pha, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Pi Năng Tắc, hiểu rõ những khó khăn của giáo dục vùng cao. Đó là đời sống của gia đình học sinh còn khó khăn, thiếu thốn, gia đình chưa quan tâm đúng mức đến việc học của con em mình. Vì vậy, thầy luôn quan tâm đến hoàn cảnh của từng học sinh, nhất là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để hỗ trợ các em, thầy trao đổi, thống nhất với giáo viên trong trường, xây dựng mô hình cha mẹ đỡ đầu. Mỗi giáo viên trong trường nhận đỡ đầu từ 1 đến 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các em. Trường ở vùng dân tộc thiểu số và nhất là ở các trường nội trú, cho nên là thầy cô giáo, đặc biệt là hàng tháng thì nhà trường có tổ chức cho giáo viên là về thăm gia đình các em học sinh. Thông qua những cái việc thăm hỏi cái gì như thế thì các thầy cô giáo là nắm bắt được cái điều kiện hoàn cảnh của mỗi em học sinh ở trong nhà trường, từ đó là có cái tình cảm và cái gắn bó đối với học sinh và có cái biện pháp giáo dục nó phù hợp. Vận động học sinh đến trường đã khó, giữ chân các em lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, ngoài việc truyền thụ kiến thức, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, thầy luôn quan tâm tổ chức tốt đời sống nội trú, vận động mạnh thường quân hỗ trợ nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho các em. Thầy Bùi Hữu Pha và tập thể sư phạm nhà trường còn có sáng kiến tổ chức nhiều câu lạc bộ như câu lạc bộ Mã La, hát sử thi, câu lạc bộ phòng chống tảo hôn và nhiều hoạt động văn nghệ thể thao trong trường học. Nhờ đó, tỷ lệ duy trì sĩ số của trường luôn đạt trên 98%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đều đạt 100%. Hàng năm đều có học sinh giỏi cấp tỉnh. Tôi thấy thầy là một người tâm huyết với nghề. Thầy luôn đi sớm, về muộn, thậm chí thứ bảy chủ nhật thầy còn ở lại trường. Thầy luôn chu toàn trong mọi lĩnh vực, kể cả giảng dạy cũng như trong công tác là lãnh đạo. Thì thầy luôn chỉ đạo sâu sắc đối với các giáo viên cũng như là thầy giúp đỡ các đồng nghiệp trong trường để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mục tiêu của nhà trường là luôn luôn là coi trọng cái chất lượng. Về cái giá trị cốt lõi của nhà trường đó chính là đoàn kết, sáng tạo, bản sắc và phát triển. Đối với lại cái giá trị cốt lõi đó thì thời gian tới này tiếp tục là tổ chức các hoạt động như là học tập, giảng dạy cho học sinh, trong đó là đặc biệt là cái việc là phân loại học sinh rồi là dạy đến từng đối tượng học sinh để làm sao là cho các em là nắm được những kiến thức cơ bản thông qua là các cái hoạt động giảng dạy về nhà trường. Hai nữa là tổ chức tốt cái đời sống nội trú cho các em học sinh. Với những nỗ lực và thành tích đạt được, dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay, thầy giáo Bùi Hữu Pha vinh dự là một trong 3 cán bộ giáo viên của tỉnh được Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo bình chọn, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 1982-2022. Cảm ơn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang, chi nhánh Phan Rang, các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình mỗi tuần một địa chỉ của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Trung Nam Group, đầu tư bền vững, xây dựng tương lai. Ngày 18 tháng 11, chương trình mỗi tuần một địa chỉ đã đến thăm và hỗ trợ tiền cho chị Trần Thị Ngọc Thúy ở khu phố 3, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Chị Thúy sinh ra trong một gia đình nghèo, không được học hành đàng hoàng, lớn lên chỉ biết làm thuê, kiếm sống qua ngày. Năm 27 tuổi, chị Thúy quen và có thai với một người đàn ông. Nhưng do bất động trong cuộc sống nên chị không tiến tới hôn nhân mà quyết định làm mẹ đơn thân. May mắn thay, dù sinh ra trong điều kiện khó khăn, nhưng con của chị Thúy vẫn lớn lên khỏe mạnh, ngoan hiền, lễ phép, học giỏi. Chị Thúy không có chồng nên hai mẹ con ở chung với ba mẹ trong căn nhà từ đường. Tai ương ập đến với gia đình khi cách đây 3 năm, ba chị Thúy phát bệnh ung thư gan rồi mất sau hơn 1 năm điều trị. Chồng mất đột ngột, mẹ chị suy sụp rồi phát bệnh tâm thần. Họa vô đơn chí,
Cách đây vài tuần, chị Thúy đi khám bệnh và phát hiện có một khối u ác ở ngực. Là trụ cột gia đình, nay chị Thúy mắc bệnh hiểm nghèo, không đi làm được khiến gia đình như rơi vào ngõ cụt. Nhằm giúp gia đình chị Thúy vơi bớt khó khăn và có điều kiện khám chữa bệnh, chương trình Mỗi Tuần Một Địa Chỉ cùng các nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 38 triệu 200 ngàn đồng. Trong chương trình Mỗi Tuần Một Địa Chỉ kỳ này, mời quý vị và các bạn đến thăm và chia sẻ khó khăn với bà Nguyễn Thị Đương ở thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước. Mặc dù bị tai biến, đi đứng khó khăn, nhưng ngày ngày bà Đương phải chăm sóc con bị nhồi máu não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cuộc sống rất khó khăn, rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hơn 65 tuổi, sức khỏe ngày một yếu do di chứng của tai biến cách đây 3 năm. Nhưng mấy tháng nay, bà Đương phải ăn ngủ tại sảnh bên ngoài khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bởi đứa con trai duy nhất của bà không may bị nhồi máu não, cần được chăm sóc đặc biệt. Nhờ các y bác sĩ điều trị tích cực, bệnh tình của con bà Đương tiến triển tốt và đã cai máy thở. Tuy nhiên, do anh bị thêm chứng lao phổi và sốc nhiễm trùng đường hô hấp, nên sức khỏe còn yếu, còn phải chạy chữa trong thời gian dài mới có cơ hội khỏe mạnh trở lại. Bệnh nhân hôn mê và trong tình trạng bệnh nhân không có thở được, phải hỗ trợ bằng máy thở. Thì sau thời gian điều trị dài như vậy, bệnh nhân đã được cai máy và tình trạng lâm sàng thì bệnh nhân đã tỉnh táo hơn. Và tuy nhiên do khi mà tôi chụp CT ra thì anh có cái nhồi máu não, tức là bệnh đột quỵ não đó. Cho nên tới hiện tại thì cái tình trạng bệnh nhân cũng chưa tỉnh táo hẳn và vẫn phải chăm sóc điều trị tích cực tiếp tục. Một bịch sữa là đưa 300 ngàn, thái lan 11 ngàn, là mua tiền tá tiền đồ nữa, tiền tá tiền giấy ướt các đồ, là biển mua cái quẹt kia nữa, là mua gói mua đồ nữa, là buồn đó, nằm khóc là mấy cô thấy như vậy đó, rồi cái cô đó còn nói đây con chỉ cô lên kia xin tiền có xe trở mẹ cô. Bà Nguyễn Thị Đương là mẹ đơn thân. Trước đây, hai mẹ con chăn vịt thuê để kiếm sống qua ngày. 3 năm trước, bà Đương bị tai biến và mất sức lao động. Nay đứa con trai duy nhất lại bệnh hiểm nghèo, nằm viện gần 3 tháng nay, chi phí hết sức tốn kém. Hiện sức khỏe của con đang có dấu hiệu phục hồi tốt. Nếu được điều trị tích cực, sẽ sớm khỏe mạnh trở lại. Nhưng giờ bà Đương không còn khả năng để lo cho con. Rất mong các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bà Đương vơi bớt khó khăn và có điều kiện chạy chữa bệnh cho con. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận,
số điện thoại 02593 824206 hoặc 0949 965 339. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự 49 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thuận đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.